sẽ lắp bằng cái giấy mỏng. Đây.
trần nó hớ như vậy nha thầy, nó sẽ khi mỗi cắn vào này chà như thế này. Đấy, để rửa xuống chuồn chuồn màu đỏ. Đấy, tôi đã lắp xong. Các bạn thấy thế nào? Chuồn đỏ bây giờ tôi chưa đây là cái cánh này. Được rồi. Đấy. 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 Chưa? Cảm ơn các bạn nha. Hơi bị siêu đấy, hơi bị đẹp đấy. Đấy. Ok, giờ tớ sẽ đi gấp màu gì? Màu đỏ đây, đúng không? Đây này, màu đỏ này hơi đẹp đấy. Ok.